Chào mừng các bạn đã đến với video này của Học Excel Online, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả một cái video thủ thuật, và thủ thuật này sẽ rất hữu ích với các bạn nếu mà các bạn rơi vào trường hợp sau đây. Đó chính là nếu mà các bạn có ba cột A, B và C, chúng ta có những cái đầu nội dung 1, 2, 3, 4 nó phụ thuộc hay là nó thuộc về một cái nhóm nhất định, ví dụ là nhóm ngày A và giờ B chẳng hạn, thì chúng ta sẽ muốn là nối được những cái nội dung này theo một cái trình tự nào đó vào cột D chẳng hạn, thì kết quả đầu ra có thể là nội dung 1 này, dấu cách, nội dung 2, dấu cách, nội dung 3, dấu cách, nội dung 4 như thế này. Và chúng ta muốn làm cái điều này tương tự cho những cái dòng ở phía dưới này, thì chúng ta có thể làm được như thế nào, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật để chúng ta có thể làm được điều đó ở trong video này. Đầu tiên, bước thứ nhất là chúng ta sẽ chọn toàn bộ từ A2 cho đến B14. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào nút Home, bấm chọn File and Select, chọn Go to Special. Và ở trong cái thoại Go to Special này thì chúng ta sẽ chọn Blanks. Sau đó thì toàn bộ những cái ô trống nó đã được chọn rồi. Thì khi mà các bạn chọn như vậy rồi ấy, thì các bạn sẽ bấm chuột lên trên cái thanh công thức và nhập vào công thức là bằng A2 ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm cái phím tắt ở trên bàn phím là Control Enter. Thì các bạn nhìn thấy được rằng là chúng ta đã có thể điền được vào những cái ô trống bằng dữ liệu ở phía trên nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái động tác nữa là chúng ta sẽ đi copy toàn bộ vùng dữ liệu này và dán vào ô A2, và chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn Paste Options là Values. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái cột E ở đây là cột phụ. Hoặc là thậm chí là chúng ta làm luôn vào cột D ở đây cũng được. Và cái công thức ở trong cột D sẽ như sau. Bằng này, chúng ta sẽ đi so sánh A2 với A1 hoặc là B2 với B1 đều được cả. Ở đây mình sẽ chọn A2 so sánh với cả A1. Chấm phẩy. Ở đây thì mình dùng dấu chấm phẩy bởi vì cái máy tính của mình đã được thiết lập và sử dụng dấu chấm phẩy rồi. Nhưng mà ở trong trường hợp của các bạn thì các bạn sẽ phải xem cái gợi ý của cái công thức ở đây là nó sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các thành phần của công thức hay là dấu phẩy. Sau đó, sau khi mà đã so sánh A2 với A1 rồi thì chúng ta sẽ điền vào đây, nếu mà A2 mà khác A1 ấy, thì chúng ta sẽ cho vào đây kết quả là C2. Còn nếu mà A2 mà giống A1 thì chúng ta sẽ phải nối kết quả của D1 với một dấu cách và nối tiếp với cả C2. Đóng góc lại như thế này. Thì với cái công thức ở đây, chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là chúng ta đã có thể nối được các cái nội dung này vào rồi. Và ở đây là cái dấu cách dùng làm dấu nối. Nếu mà các bạn không muốn dùng dấu cách thì chúng ta có thể thay đổi cái dấu cách ở đây thành các cái dấu khác cũng được, không có vấn đề gì cả. Và bây giờ thì mục tiêu của chúng ta là chọn ra cái dòng dài nhất ở đây, cái dòng mà phù hợp với cả chúng ta. Thì chúng ta lại có một công thức khác ở trong ô E2 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nội dung của D2 và D3 có giống nhau hay không. Không phải D2 và D3 mà là A2 và A3 thì đúng hơn. A2 này và A3 này. Và chúng ta sẽ kéo cái nội dung này xuống. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ở nơi đâu ấy mà A2 và A3 hoặc là các cái dòng ở trong cột A này mà có xuất hiện là true ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Đây là dòng thứ nhất này. Đây là dòng thứ hai này. Và đây là dòng thứ ba. Thì ở trong ba dòng này chúng ta có cái nội dung mà chúng ta cần phải lọc ra. Sau đó thì các việc còn lại trở nên khá đơn giản. Chúng ta sẽ cho cột E, đây là cột lọc, và chúng ta sẽ chọn toàn bộ vùng dữ liệu ở đây, và chúng ta sẽ bấm vào Data, chọn Filter. Sau khi chọn Filter như vậy thì chúng ta chỉ việc filter ra những cái giá trị là true mà thôi. Đó, bây giờ chúng ta có thể yên tâm là copy cái phần dữ liệu này. Chúng ta có thể copy sang một sheet khác. Bấm Paste Value như thế này thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả mà các bạn đang muốn sử dụng. Đó, đơn giản như vậy thôi. 1, 2, 3, 4, này, 5, 6, 7, 8. Cột C chúng ta có thể bỏ đi được. Và cái kết quả của chúng ta thì được lưu ở trong cột D như các bạn nhìn thấy.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.